Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Đinh Sắt Đức Thắng nha bà con. Em lên tiếp cho anh em cũng như bà con cô bác mình tham khảo một cái con máy dầu Otis 70. Cái này là gió bá viên anh em. Hai hình máy thì em xin quay thật là kỹ cho anh em bà con cô bác mình tham khảo nè. Trước tiên về nắp phay lắp anh em nhìn nó đẹp nè, rất đẹp luôn nè. À, cái này nó còn nguyên bản, cái này đi mới làm nổ thôi nè. Anh nhìn nó xịn đất nó gì nè, lóc nó gì nè, chụp heo nó còn luôn. Cái này bên em sẽ gắn lại cho anh em bà con cô bác mình nè. Đặc biệt là anh nhìn thấy cái nắp phay lắp quá trời đẹp anh em ơi, ân bụng quá. Lóc của cái Boe anh em nhìn cho ống nước được hoàn chỉnh hết. Cái nước nó rất là đẹp luôn nè, ốc nó còn gì nguyên bản luôn, còn rất nhiều máy nữa nè, nhưng mà kiếm được một cái máy nó đẹp nên nó hơi khó trong cái lúc này mà kiếm máy đẹp khó quá. Nghe nhiều lắm, cái ly cái lượt thì bên em có thay rồi anh em ơi, còn bóng bóng liền rồi, nói chung là nguyên bộ này zin hết nè, cái ly cái lọc thì bên em có thay. Tài chuẩn bị cái KND mà hộp nó đây Tài. KND quay ngàn qua không để cho bác á. KND màu hồng nó tí xíu bác lại. Nhà con nhắc xích tới trước giúp bác cái con ra. Kéo nhẹ ra xích cho con. Máy này thì nó không, nó thiếu cái tùm nè. Thiếu cái tùm. Bên chân đẹp hết sức luôn rồi Tài. Dạ dặn thiếu cái tùm. Anh em nhìn cốt thì anh em cũng biết ha. Nguyên si nắp lắp này mọi người, tới công chuyện này đẹp trắng tươi luôn các bạn, trình nước xong anh em về chưa có rửa ra giùm em nha. Số CD của nó là 06737 nữa nè, 06737 7BS. Cái dòng này là Otis 70, gió bá dê là bê tông 80 ly ha anh em. Cái này công suất của nó thì 7 ngựa. Còn nếu anh em mà con cô bác vừa kéo đi mua phát điện thì nó tầm khoảng 3kg đến 3,5kg là vừa sức nó nghe nè. Còn bơm nước thì nó tầm khoảng 15 công là anh em xài là ok, hợp lý nó luôn. Còn chạy vỏ máy thì theo anh em mình đấu hộp số nha. Rồi nhờ con trai bỏ xuống đi chạy. Máy này em thấy đồ đạc nó chắc ăn cái máy này chạy không bao giờ tệ luôn. Anh em nhìn quạt gió nó còn nút mới cát rồi nó chạy. Quá ok luôn nè. Rồi nhờ con trai test hàng cho bà con cô bác mình nha. Rồi nhớ gắn chụp theo cho bà con nghe con trai. Rất nhẹ nhàng luôn nè. Rất nhẹ nhàng luôn. Đúng luôn các bạn. Đẹp luôn. Rồi con buông ra lại đi chứ. Này nhìn con bóng rất. Con mở nắp dầu cho bà con cô bác mình xem. Dầu thì còn dầu nhưng mà chắc em thấy nó hơi xét rồi nha. Đèn nó quá sáng rồi luôn, đèn sáng dữ luôn.
Em gắn lấy cấp điện lên em bơm nước để sao mà đồng mà cái đèn nó còn cháy rồi mình biết cái máy nó còn chạy không em, còn cái đèn mà mất tiêu là em cũng hiểu rồi đó. Em không nói câu sao luôn nè, quá trời đèn hơi sáng luôn rồi. Con trai đắt đi con trai. Rồi em xin quay lại một lần thật là kỹ cho anh em mà con có bắt mà nhìn lần nha. Thứ nhất là cái máy này là ADS 70 gió 3G. Anh em nhìn nó flap nè. Máy thì nguyên bản rồi nè. Xình đất còn dơ thấy gốp luôn. Vì tụi em mới làm nổ thôi. Lốc rất là đẹp. Bên dưới anh em nhìn nè. Hết nó luôn. Nè cái đồng dầu thì hơi xấu, kết nước rất là đẹp. Bô lửa bô e đầy đủ hết. Còn số seri nó đang quay cho anh em nhìn lần lần nha. 06737. Còn cái phần cái tâm bu ly thì anh em nếu mà mua về bơm nước thì bên em tặng anh em mình cái tâm bu ly, còn anh em mua về mà kéo nén xịt tuốt không thôi là kéo bơm nhân thể không thôi kéo đi mô phát điện á thì bên em sẽ tặng anh em cái bu ly ha. Bu ly em có đây nè, có sẵn hết. Anh em sử dụng mục đích nào thì em sẽ kèm theo cho anh em mục đích đó để mình về mà con mình mua thêm tốn tiền uổng lắm nha anh em. Rồi em cũng xin báo giá anh em bà con có bác mình luôn ha. Cái này em bán cho anh em là 4,5 triệu nha anh em, 4,5 triệu bao ship. Nhưng mà nó có cái khuyết điểm cái là cái thùng dầu bị mốt, anh em lưu ý giùm em nha. Dầu bị mốt cái này nhưng mà không lủng, mốt hơi nhiều nha anh em. Dầu bị mốt bây giờ nhiều khi tới nơi anh em thấy cái mất quá rồi em không có nói trước là nó tầm bậy với anh em. Cái này là thùng dầu bị mất nha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất nhiều. Chào anh em.